Xin chào mọi người. Xin chào các Xin bạn. chào. Các bạn. Hôm nay em làm cái món này mọi người thấy không? Cái là burger. Burger này làm 3 lớp. To lắm mọi người. Cái này dành cho hai người ăn hay cho một cái gì nè. Chứ một người ăn như không hết. Em nghĩ gì á, to. Đó. Dạ hai cha con ăn, hôm nay mẹ không có ăn đâu, hôm nay mẹ ăn no rồi. Hai cha con ăn đi. Так, вот это нам мама бургеры, да, приготовила такие большие. Как его съесть? Какие? Хотя кое-что хорошо, мама. Mm-hmm. Is finish. Как так? Try to finish. Да. Как так? Ăn quá ghê kì á, phải kịp hết chung cho kịp vô ăn chứ. Ăn sao? Не, мама, как его укусить? Con cố gắng mà ăn thử được hai cha con ăn lần tiên ăn cái bánh lớn. Ăn cái bánh lớn ăn thử. Nếu có muốn tạc thì ăn có muốn ai? I think now all burger will be on the floor. Вкусно. Вкусно. Ngon. Đó. Show me inside. Ngon chứ bộ. Mày làm bằng cách nào? Không biết. Con biết. Thấy sao cách? Ngon. Ngon hả? Con nói cho mẹ trong con nói cho mẹ cái burger này có cái gì nè, nói cho mẹ tập nói tiếng Việt cho mẹ biết đi. Hai cha con luôn. Thịt bò chiên, nó là thịt bò. Thịt bò. À, cà. Cà. Burger. Burger. À burger. Bánh mì burger. Cái cô. Nhìn vô đây nãy nhìn đầu suy nghĩ gì nữa, nhìn vô đó. Có gì? Как будет капуста по-вьетнамски? Я уже сказал салат. Это не салат, это капуста. Как будет капуста? А я уже сказал. Bắp cải. Bắp cải. Bắp cải. А я уже сказал это. Bắp cải và salad khác nhau nha con. Cái màu nó cũng giống nhưng mà nó cái tên khác nhau. Cái gì? Phô mai. Phô mai. Phô mai sữa. Gì? И хот тай. Хот тай. Хот тай. Хот тай, хот тай. Картошка хотай? Вот здесь про вот это говорю. Ну, картошка. Картошка. Картошка хотай, френч фрай. Вино. Кетчуп майонез. Кетчуп майонез. Còn. Rồi tới phiên ba ba nè, nét vô. Say mì quá, thế giờ xin xài. Việt Nam. Very delicious. Very delicious. Mắc nó ngon quá mọi người. Cannot explain. Không thể giải thích được hả? What's inside? Say me. Speak Vietnam. Cái này bánh mì. Cái này bánh mì. Cái này bánh. Bắp cải. Bắp cải. Thịt. Thịt bò. Thịt bò. Thịt bò. Phân bíp. I feel. And cá. Câu. Cà. Cà. Tomato. Cà. Cà. And cheese. Ad Lucas. For my. For my. Папа, почему ты не знаешь вьетнамскую? Потому что не знаю. Em làm cái thịt nè mọi người, cái thịt bò đó. Thì mình chỉ cho tỏi, không phải phải tỏi. Tiêu với lại hành á, hành á, hành củ mọi người phải bào nhuyễn ra. Bào nhuyễn hoặc là bằm nhuyễn á. Chứ nó không có chứ không có cắt hạt lựu nó sẽ bị cứng. Rồi nó bị rớt á. Nó bị rớt á, cho nên mình phải bào nhuyễn ra. Hoặc là bằm thịt nhuyễn. Xong rồi mình nêm muối với lại một ít cái mấy cái loại rau mùi mà ở người nước ngoài người ta hay phơi khô người ta xay nhuyễn ra đó. Rồi ra mùi khô á, đó. Đó mình bỏ vô chút xíu cho nó thơm. Vậy thôi à, tự nhiên cái món burger này nghiên thị đó là không có đường, lại không có nhiều gia vị giống như Việt Nam.
Việt Nam mình nếu mà nấu chế biến ra thì có bỏ đường rồi nhiều gia vị tùm lum á. Hôm nay em làm không có bỏ đường. Mà Nhưng vui cài hử? My burger. I cook for you every day one No. burger to work. Maybe tomorrow sandwich. No. Maybe sandwich from Turkey. No, sandwiches. No, hard yes. Hôm nay bữa nào em làm cái món sandwich với lại thịt thịt gà gà tây á, nhưng mà anh mắc nói nó không có ngon. Already full. Full. I'm no full. I'm not full. Em lúc khác ăn phô mai vô, bỏ phô mai vô này con nè. Gì nè. Đó. Kịp chứ gì đó. Rồi salad nữa. To quá con ăn hết thì con chia ra. Đó cái Ủa? gì. Nó gì đó. Vậy được không? Ok không? After this is food, so I need to go to show. I feel very good. Em Lucas ăn nhiệt tình, Lucas thích ăn lắm mọi người. Mấy bữa đi đi ăn bà Trôn rồi, nhưng mà cái bánh burger nó có chút xíu mọi người, nó bằng cái chén nhỏ à. Ê sao bỏ trong này không? Mà đô nó cái chén nhỏ xíu rồi em Lucas ăn phải là hai cái mới no, chứ còn mà một cái không no luôn con ha. Mấy bữa đi mà đô nó cái bánh burger nhỏ xíu rồi con. Burger mà McDonald's. trôn à mà trôn vì cứ hiếp tôi. Of course, children like this is food. Ну ты что, говоришь, что все люди любят Макдональдс? Дети. А, все дети? Children, дети. Children là chị em á con. Tất cả các chị em đều thích ăn mặt trời. Tại sao thích biết không? Hai cho con cạp á. Лукас, почему ты любишь Макдональдс? Ừ, почему? Tại sao? Потому что вкусно. Вкусно? Да. Mà tại sao ngon? Có cái đồ ngon? А игрушки? Тоже. Тоже, но все равно вкуснее, да? Но все равно вкуснее, чем игрушки. Bà hỏi Lucas là tại sao chị em lại thích ra ăn mặt trôn à? Hỏi Lucas tại sao thích nữa. Lucas nói tại vì nó ngon lắm. Cái con đi chơi. Với lại có đồ chơi nữa. Đúng rồi. Не доедай все кетчуп и майонез. Не доедай все. А мне аж хоть оставь. Мне сейчас картошки фри много. Фон. You know, I understand why in McDonald's very good sell What? Pepsi. Ah, yes. Coca-Cola. Coca-Cola. Yeah. McDonald's hiếp Coca-Cola Pepsi. Pepsi nữa. Coca. Coca. Because very good oxygen for yes, of the course. Stomach after this. Like pizza, Edison food. Là sim wrap, chicken Yeah, wrap. I already feel very hard for stomach. Very full. Chồng anh nói biết tại sao ở Metro là KFC rồi đó mọi người. KFC tour rồi. KFC, KFC, cái KFC thì nó sẽ chuyên bán về là Pepsi. Còn McDonald's thì nó chỉ bán, nó ký hợp đồng với lại mày hãng Coca-Cola mọi người. Thì ăn một cái bánh burger như thế này là chỉ nhờ uống những nước có ga. Như Pepsi, Coca-Cola nó mới trị nổi cái bao tử thôi. Chứ mà không uống được nó là rất là no. Nó đầy hơi á. Bánh mì với lại phô mai thịt nè.
Он же на. Устал тоже кушать. Жена. А, пожалуйста, помогите. Помогите. Мама, звони доктору. Да, будем звонить. Угу. А, доктор, приезжайте. Ăn con ớt này giỏi chưa nè. Ăn còn không một cái luôn đúng không? Ăn hết được 60% rồi. 60% you can eat. 70. Мне хочется. У меня больше нет, забирай. Бай-бай. Cảm ơn mẹ. Sau đó bye-bye. Cảm ơn mẹ đã bye-bye. Mọi người ngon quá thôi con ha. Tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hai cha con. Mệt quá rồi. Buồn kìa.